thân mến, chúng ta đã có rất nhiều món ăn từ đậu hũ. Và trong món chay, tôi cũng xin nhắc lại, đậu hũ là một nguồn chất đạm rất là cao. Cho nên nếu chúng ta có thêm một món đậu hũ nữa cũng rất thích thú, phải không ạ? Cho nên hôm nay chúng ta sẽ thực hiện bài đậu hũ kho chao. Nguyên vật liệu cho món ăn này sẽ gồm 2 miếng đậu hũ trắng, lá tảo biển hay là rong biển để gói gói cơm. Gia vị sẽ gồm dầu ăn, hạt nêm, nước mắm, đường, chao đỏ trắng, sả và ớt. Chúng ta bắt đầu thực hành bài học hôm nay. Các bạn có thể mua lá rong biển hoặc lá tảo biển rất là dễ ở các cửa hàng bán tạp hóa, các chợ. Và khi mua thì các bạn nhớ nói rằng mình mua để làm sushi hoặc là cơm cuộn Hàn Quốc thì cái lá tảo biển nó mới lớn thế này. Còn nếu không thì nó sẽ có những cái lá rất là nhỏ. Thì khi mua lá tảo biển về, chúng ta sẽ dùng kéo và cắt thành từng sợi. Các bạn cắt thành từng sợi lớn thế này. Và ở trên cái lá tảo biển, nếu các bạn để ý, các bạn sẽ thấy nó đã có sẵn cái đường chấm chấm chấm. Các bạn nhìn thấy rất là rõ. Và chúng ta cứ theo đúng cái đường đó. Vì khi người ta cuộn sushi đó, để cắt cho đều, người ta đã có những cái chấm cái đường làm dấu này rồi. Bây giờ đậu hũ, khi mua đậu hũ về thì chúng ta muốn làm món này ngon thì các bạn có thể luộc sơ qua nước muối và chúng ta để nguội thì cái miếng đậu hũ nó sẽ chắc lại. Và cái miếng đậu hũ nhỏ như thế này các bạn sẽ cắt làm đôi theo chiều dọc này, rồi các bạn quay ngang và các bạn cắt tiếp như thế này. Như vậy thì cái miếng đậu hũ sẽ cắt làm 4 nhưng mà hoàn toàn theo chiều dọc nhé. Sau khi cắt đậu hũ như thế này, chúng ta sẽ rắc vào đây một ít hạt nêm. Bạn rắc đều và chờ để cho hạt nêm nó thấm vào trong miếng đậu hũ. Không thích hạt nêm thì các bạn có thể dùng muối tiêu cũng được. Ở đây tôi sử dụng hạt nêm. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái lá tảo biển này hay là lá rong biển này và các bạn sẽ đặt cái miếng đậu hũ như thế này. Thì chúng ta sẽ gói lại. Sau khi chúng ta dùng lá tảo biển và gói cái miếng đậu hũ lại đó, các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái hình dạng mới như thế này. Và chúng ta chuẩn bị sẵn một cái chảo, trong đó chúng ta nấu dầu cho nó sôi lên. Các bạn thả cái miếng đậu hũ có tảo biển vào. Các bạn sẽ chiên cho đậu hũ nó vàng. Tôi nhắc lại, chúng ta sẽ chiên cho cái miếng đậu hũ này nó vàng đều. Và bây giờ để chuẩn bị phần kho chao thì chúng ta sẽ làm các gia vị như sau. Trước hết là chúng ta phải có sả ớt này. Và gia vị tôi nhắc lại sẽ gồm có dầu ăn, hạt nêm, nước mắm, đường, chao đỏ, chao trắng, sả và ớt. Giờ chúng ta sẽ làm chảo nóng lên nhé. Đầu tiên các bạn sẽ xào sả và ớt. Chảo vừa nóng thôi, đừng để dầu sôi. Các bạn cho một phần sả vào, một phần ớt. Chúng ta sẽ giữ lại mỗi thứ một ít. Khi sả bắt đầu có mùi thơm, các bạn nhìn thấy là sả dầu ở trong chảo bắt đầu sôi, thì chúng ta sẽ tắt bếp. Bây giờ sẽ cho gia vị nào. Sẽ lấy khoảng 3 miếng chao trắng, 1 miếng chao đỏ. Phần gia vị còn lại sẽ là một ít
hạt nêm, chao là vị mặn chính, nước mắm. Giờ các bạn sẽ cho đường. Chúng ta sẽ dầm cái hỗn hợp chao để cho nó tan đều vào với lại các loại gia vị khác. Tôi vẫn chưa để lửa nhé. Chúng ta sẽ cho vào đây một ít nước. Và bật lửa. Tôi nhắc lại, trước hết là chúng ta sẽ làm nóng dầu trong chảo, cho một ít xả và ớt xào cho thơm. Sau đấy thì cho chao và các gia vị còn lại là nước mắm, hạt nêm, đường. Nhưng chao sẽ làm vị chủ yếu, tức là mùi và vị chao là chính. Đậu hũ đã bắt đầu vàng, các bạn sẽ chở đều. Chúng ta đợi cho đậu hũ vàng đều thì chúng ta sẽ lấy đậu hũ và chúng ta cho vào trong cái chảo chao này. Các bạn để lửa nhỏ thôi nhé, để lửa vừa thôi, và cũng không cần cho thêm nước nữa. Hỗn hợp chao và gia vị sẽ sôi riu riu đó, và chúng ta sẽ dùng một cái muỗng và một đôi đũa, chúng ta sẽ chở đều để cho chao thấm vào trong cái miếng đậu hũ. Nếu các bạn cho nhiều nước thì thứ nhất là chao nó loãng, nó sẽ không ngon. Thứ hai là miếng đậu hũ nó sẽ mềm. Thì sau khi các bạn nhìn thấy là chao đã bắt đầu sôi đều và hầu như là bắt đầu cạn dần thì chúng ta sẽ tắt bếp. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ra đĩa. Các bạn thân mến, đậu hũ kho chao khá hấp dẫn, bởi vì những người nào thích ăn chao thì đây là một món ăn rất là ngon. Chúng ta có thể dùng chung với cơm trắng hoặc là kẹp bánh mì, ăn rất là tuyệt vời. Trong trường hợp chúng ta không thích ăn chao mà chúng ta lại thích làm cái hình thức như thế này thì các bạn có thể kho với nước tương cũng rất là ngon. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình món chay lần sau.